khu du lịch Kim Loan quê của tôi trân trọng thông báo. Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng sinh nhật lần thứ 57 của nữ doanh nhân Kim Loan vào lúc 16:30 ngày 19 tháng 5 năm 2022 tại khu liên hợp vui chơi giải trí Kim Loan quê của tôi, số 686 Giang Ngọc Chính, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Chương trình văn nghệ Lotto Show do đoàn nghệ sĩ đến từ Sài Gòn biểu diễn, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất. Với sự góp mặt của nghệ sĩ hải ngoại Chí Tâm, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Ngân Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, nghệ sĩ Hà Như, nghệ sĩ Thanh Ngọc, chuông vàng vọng cổ Nhật Nguyên, diễn viên điện ảnh Anh Tài, đoàn Lotto Hương Nam. Hãy đến với khu liên hợp vui chơi giải trí Kim Loan quê của tôi để trải nghiệm những trò chơi thú vị, dịch vụ tuyệt hảo, những món ẩm thực đa dạng. Chương trình văn nghệ sẽ mang đến cho quý khán giả những giây phút giải trí tuyệt vời bên người thân và gia đình. Đặc biệt, chương trình Lotto Show với sự tham gia của các người đẹp đến từ đoàn Lotto Hương Nam với nhiều tiết mục biểu diễn độc đáo và nhiều quà tặng hấp dẫn. Ban tổ chức trân trọng kính mời.